Ngày 21 tháng 11, người dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã kịp thời cứu nữ tài xế lái xe tải, không may bị lật xuống kênh nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 11, chiếc xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh do người nữ ngoài 30 tuổi điều khiển chạy trên đường rạch cầu suối. Trong lúc xử lý tình huống tại khúc cua đường rạch cầu suối và đường 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chiếc xe tải trượt bánh xuống mép kênh rồi lật xuống kênh nước. Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến hỗ trợ, kịp thời giải cứu nữ tài xế ra ngoài. Người này may mắn không bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng, móp méo, một phần cabin xe chìm trong nước, một biển báo giao thông bị tông gãy. Tài xế xe tải sau đó điều khiển một xe tải cũ đến hiện trường, tự khắc phục hậu quả. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, chiếc xe tải gặp nạn lật xuống kênh nước mới được đưa lên bờ, chở đi nơi khác.